chúng ta xem xã hội hiện nay xem các đất nước phương tây họ đặt điều gì lên hàng đầu họ đặt kinh tế lên hàng đầu đặt công thương lên hàng đầu đặt thương nghiệp lên hàng đầu đây là điều con người phải tranh đấu Mạnh tử gặp Lương Huệ Vương Mạnh tử kiến nghị Lương Huệ Vương Phải buông bỏ cái lời trước mắt Chuyên đề sướng nhân nghĩa Nếu như quốc gia này, xã hội này Mỗi người đều nói nhân nghĩa Đều nói luân lý, nói đạo đức Đất nước sẽ đại trị Nếu mọi người chỉ nghĩ đến lợi ích Đất nước này chắc chắn bị nguy vong. Đây là lời Mạnh Phu Tử nói vào 2.500 năm trước Bây giờ chúng ta thấy trong xã hội hiện nay Nhưng con người có thể dạy được không? Có thể Con người rất dễ dạy Chúng tôi từng làm thí nghiệm trong thời gian ngắn Chứng minh lời cổ nhân là thật chứ không phải giả Chúng tôi thành lập một trung tâm ở Thang Trì Chưa đầy nửa năm Hiệu quả đã vượt rồi Khiến chúng tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc Chúng tôi tưởng rằng truyền thống dạy học xưa Đánh mất gần 100 năm nay Nếu muốn khôi phục lại Ít nhất cũng phải mất 3 năm Mới thấy được hiệu quả Không ngờ chỉ 4 tháng tròn hiệu quả ngoài sức tưởng tượng chứng minh tánh người vốn thiện chứng minh con người rất dễ dạy mà còn dạy rất tốt vấn đề hiện nay thì sao chính là họ không dạy như vậy thì hết cách đây là vấn đề lớn liên quan đến thiên tai thảm họa trước mắt thiên tai từ đâu mà có không phải thiên tai tự nhiên có liên quan mật thiết đến hành vi tư tưởng của chúng ta